chào quý cô bác và anh chị, chào mừng mọi người đến với nội dung tiếp theo trên kênh của em Coi Lalin. Chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Thì chiều hôm nay thì hai vợ chồng em lại tiếp tục là lên công trình ông ăn sắn đấy ạ. Tiến độ công trình thì cũng khá là nhanh. Lên đến đây thì anh Vũ và anh Sảnh cũng lại lên trước rồi. Hôm nay thì thêm được, chiều nay thì thêm được hai anh thợ, của anh là áo đỏ này. Ông em là đằng sau anh, đang đứng sau em. À đây anh này, anh thợ cả luôn à. À và ôi anh xấu hổ, anh trốn rồi. Cao quá thì mình có ý làm gì đâu, nhà nó thấp nữa. Vâng. Vừa rồi đấy cũng sang luôn đi, để nó xây cho nó gọn. Đúng rồi. Thế tường cao bằng cái cột ở bếp luôn à? Hay đến lỗ kia thôi à anh? À vâng. Đây, chiều nay bọn em có mua thêm sắt nữa. Anh Sảnh ơi, sắt này để làm gì à anh? À răng cửa, vâng. Dạ. Vâng. Anh Thành ơi, chắc là phải bỏ cái giường ra thôi, để đây nắng mưa ấy. Sợ là nó ấy đấy, hỏng đấy. Vâng, nó eo đi đấy. Vâng. Bây giờ anh Thành sẽ gỡ cái giường này ra. Tháo cái giường ra, không thì sợ là nắng mưa nhiều ấy. Vâng, à kìa, con gà kia kìa quý vị. Đấy. Tháo xong cất đi. Vâng, cho vào bếp dựng mà. Giường đã khô chưa anh? Cũng sắp khô rồi. Giường sắp khô à, vâng. Ở đây gió khá là mát nhỉ anh nhỉ, lúc nào cũng có gió. Siêu chân. Đấy, cái này nhẹ. À. Bên này thì hẹp quá không kê được. Một hồi các anh xây thì cái bếp lò thì cũng ra hình cái bếp lò đây, có cửa. Vâng, đây cửa sổ đây quý vị. Vâng, thoáng. Anh Ngú ơi, nhiều khán giả cứ bảo là nhà như này phải đổ cả trụ cột đi. Thì anh thấy thế nào? Em thấy là không cần thiết đâu nhỉ anh nhỉ? Cái này gọi là nhà bé bé này không cần đâu. Vâng, nếu mà đổ trụ như thế thì phải đổ mái lên tầng chứ nhỉ anh nhỉ? Đúng rồi. Đây. Anh xây rất nhiều nhà cấp 4 cái thôi. À. Anh cũng xây nhiều cái ạ. À? Nhưng cũng không thấy ai đổ nhà anh nhỉ. Người ta chỉ bổ cột bình thường bằng gạch thôi. Mà chỉ lại... cột ở giữa thôi anh nhỉ. Ừ. Đấy. Thế... nhà người ta rộng thì người ta để nhiều cột, mà nhà này bé thì để một cái. Để một cái ở giữa. Đây, để một cái ở giữa thôi. Như này là quá chắc chắn rồi. Như này thì chắc chắn rồi, chứ mọi người cứ lo là công trình đầu tiên của em có ấy. Chỗ của mọi người sẽ thì sẽ thế nào, nhưng mà ở trên bọn em đa phần là như này thôi nhỉ anh nhỉ. Em nghĩ là có thể là mỗi nơi sẽ xây một kiểu. Thì chỗ đất yếu, chỗ đất
yếu thì mình phải đổ trắng, đổ trắng, đổ sự nhiều. Đúng rồi, còn đất này thì rất là trắng. Đất là đất chắc. Với chỗ này thì không không hay bị lũ quét hay là bị gì. Đúng rồi, chỗ này cứ đa phần là không bị lũ quét. Lũ quét có suối đâu mà lũ quét. Đây cũng không có suối. Chỗ này chắc sấm bỏ luôn đi. Đấy. Đúng rồi, đất này thì cũng không phạt được. Từ đâu ra? Từ này. Cái ruộng kia ra. Ôi trời ơi, ở trên này làm sao mà sạt lở được? Cách lửa cây sao cái này thì sớm to là không chạy kịp rồi. Đúng rồi. Xét ở đây chính nhà chịu. Vâng, đấy. Thế là mọi người cứ yên tâm đi ạ. Yên tâm nhá. Đây nếu như nhà tầng, nhà thấp thì xây hết rồi. Đây. Nếu như mà làm cái cột ở góc này thì phải lên tầng luôn nhỉ anh nhỉ? Lên mái luôn. Làm cái đấy thì đổ mái luôn. Đổ mái luôn. Với lại chi phí công nó rất là cao, tốn rất là nhiều sắt nữa. Với lại không, nó không hợp lý. Không hợp lý. Không hợp chứ, nhà vé này làm như này sao thành đường hợp được. Nhà không phải là đổ mái chứ gì đâu. Thì lập ở trên nó có gánh nặng gì đâu. Rồi mỗi cái vừa rồi với lại đòn tay gỗ. Nếu mà ở trên còn đổ mái mấy chục khối bê tông ấy còn sợ chứ. Cái này có gì nó gánh nặng đâu. Mấy chỗ đất này không bao giờ thể lún được. Đúng rồi. Được. Xem ở dưới này nó bây giờ nó tôn như này lún đâu. Đây. Ở dưới bên ngoài đường dưới này, bên ngoài đường họ còn đổ một khối đá sỏi nữa. Xe bê xúc còn đi lùi qua rồi này. Nhà cũ ở đây này. Đây là nhà cũ đây nữa. Mọi người có bác thấy bảo cái đất là có thể lún được không ạ? À? Bác liền với chú Khé. Bác đây bảo là anh trai cái đất mặt nhà đây có thể lún được không ạ? À? Cái này á? Vâng. Cái này có lún được đâu chú này. Nhưng mà cái này thì... phải đất muộn đâu, đất muộn. Vâng, đất này là đất cũ cứng bao nhiêu năm rồi nhỉ? Cái này là đất cũ, cái xưa mình đào đường sao đây? Đúng rồi. Nó lại chuyển nhà xong nó lại chuyển được. Đúng rồi. Vâng. Nếu mà cái nhà cấp 4 xây như này có được không? À, anh chị. Mọi người có bảo là phải bổ cột ở bên này nữa. Cái này răm sắt nó chắc không cần chứ nhỉ. Kỳ lắm. Đó nó không hợp lý. Nó không phù hợp với túi tiền của mình nữa. Răm sắt nhiều thì cho lên đổ mái luôn. Nó đổ mái luôn vì cái nhà bé. Nhà bé mà. Nhà bé là cần gì? Rồi. Nhà bé này nói chung là cũng không cần răm sắt nhá. Anh nói thật. Bây giờ anh cài thêm cột ở đây anh... Ở trên này anh đổ cái dầm chảy ở đây anh đổ mái thoải mái. Không bao giờ nó cưới được. Với một số nơi là họ xây kiểu khác, bên mình là đây, chỗ mà em vùng cao lại xây kiểu khác. Không thể giống nhau được. Thì họ cũng xây cái này, họ cũng ở 30 năm rồi, hàng chục năm rồi, cũng chưa thấy nhà nào. Úi, anh Ngú ơi, không cho cái sắt lên này. À, lúc sau. Sắt dưới đây mà. Cho rồi. À, vâng, vâng. Quên mất. Sắt không dám đâu. Dạ vâng. Mà xem là thịt khô chưa bếp? Bếp chưa khô à? Ta xem nào. Thịt của chị Hương, à chị Hồng chứ nhỉ? Cứ nhầm chị Hương. Thịt đã khô chưa? Cháy chết tàu. Đấy phải đốt mấy cái cây to to này này. Không sấy là trời thiếu đầu nắng thì là chị sợ là thịt sẽ thối. Khô rồi đấy. Ông tới qua có tắm không? À, không thay quần áo, ông phải thay quần áo chứ. Không có nước rồi. À, ông bảo là không có nước vặt quần áo à. Vâng. Hôm nay thì em có quay bằng tay ấy, gimbal mới bị hỏng xong nên sẽ hơi rung, mọi người thông cảm nhá. À, nhà cấp 4 dưới này họ cũng không đổ ạ. Ôi chú. Ê, mọi người bảo là cái nhà này phải bổ thêm cột trụ các kiểu ấy ạ. À? Mới chắc không thì như này là mấy hôm là sập. Thật ra không sao mà nhà chú nhỉ. Ôi dồi ôi. Mọi người cứ bảo phải đổ hết cột ở bốn góc này này. Sao đổ hết rồi, chúng ta phải đổ nhanh còn kịp. Máy kia lên cao là không đổ mà. Máy luôn. Đổ bốn góc không là, đổ bốn góc không là này đổ. Làm tầng nữa, nếu là đổ phải lên tầng. Lên tầng thì bây giờ phải... Bây giờ phải nối cầu thang từ đây lên. Bắt cầu thang lên không vòng được. Vâng.
Thế mà bảo anh chết sớm một tí, anh còn để chỗ cắm đai nối cầu thang. Đây cửa sổ đây. Đây khán giả cũng không hình dung ra cửa sổ ở chỗ nào đây, cửa sổ đây nha mọi người. Còn cửa chính này. Cửa chính của ông nhỉ, rộng thất tham nhỉ. Vâng, rộng. Ô thế cái này sẽ hai cánh à? Hai cánh à. À. Còn cửa phụ là một cánh nhỉ anh nhỉ? Cửa phụ cánh rồi, hai cánh được một cánh được. Vâng. Cái này chắc phải cánh rộng mà. Chỉ 1 mét thôi. 50 phân cánh được. À vâng. Cánh được. Được được, hai cánh, hai cánh. Hai cánh cho đẹp. Ok, một cánh thôi. Vâng. Đây tiến độ công trình là cũng khá là nhanh mọi người. Ui tình là, ôi hai anh kia đâu rồi ạ? À? À đi về rồi ạ? À? Vâng. À mai họ mới lên là tại vì nãy là nhà em có việc bận nên lại phải chạy xuống nhà có việc một xíu. À cái anh mặc áo trắng đấy là thợ cao tay ạ? À? À vâng, thế là anh thợ đấy thì anh cũng xây rất là nhiều. Vâng, nãy cũng hỏi anh bảo là cũng không cần đâu, anh ngại đi thì anh cũng bảo là không cần đâu. Tại vì nhà bé xíu mà, 2-5 mét vuông thôi. À, anh cũng lên tầng suốt rồi, vâng. Thợ cứng luôn, chuyên nghiệp luôn. À, thế họ, vâng, thế họ nhìn nói nhiều quá không? Sốt ruột, vâng, thật em cũng sốt ruột. Em hôm nay còn ốm luôn, đấy, ốm từ hôm qua. Chưa kịp đi mua thuốc uống tí về chắc phải uống thuốc rồi. Anh Thành với Pết là đang khênh gạch. Ôi gạch bên này vẫn còn mà chưa đủ à? Tôi khênh nhiều tí cũng được nhỉ anh nhỉ? Để trong này sắp hết rồi. Ồ, cẩn thận nha. Bây giờ thì đã hình dung ra được cái khung nhà đấy. Và khuôn rồi đấy nhà anh Ú nhỉ. Vâng, rộng mà. Đây là bác Lìn, anh trai của ông Vân. Anh Thành ơi, Pết khỏe thế. Khả năng là mai kia là bác giáo rồi đấy nhỉ. Lên giáo. À, sáng mai lên giáo luôn rồi, vâng. Vâng. Tối nay Pết phải không? Cháu phải đi lấy nước à? Lấy nước về nấu cơm. À, lấy ở tận đâu? Bây giờ khinh như nó chén ăn đi rồi nhá. Đó, okay, được rồi, không lại nặng quá. Cái nước chén này đi lấy nước đi. Lạch trời là cũng tối rồi đấy. Mọi người đi làm về này. Anh Sảnh đang bảo là nếu mà không mưa ấy thì thu hồi được rồi. Hết nước rồi à? Hết nước thì phải đi lấy. À kia có can kia. Thế mai kia thu hồi được. Ôi cũng nhanh thật đấy thế. Mà có mỗi hai anh làm thôi nhá, với thằng cu phụ bữa. Mình là cần sửa cái máy điện. Mình lên sớm là không cho cái tôn là ông An mang đi đâu. Vâng. Lễ đây. Mình không có. Ở nhà phủ không có. Cũng nước sạch thôi. Ồ, ông đi lấy nước tận đâu? Cũng nước sạch thôi. Thế mất nước hết à? À, mất nước sạch à? Ồ. Ông xẻo nào? Xẻo béo á. Ôi xa làm ba thế. Rồi tí đấy. Sao một tí đây à? Đi bộ á? Đi
À không đi thì được dùng đường xe máy. Nó đi xe bỏ cho rồi. Đây là ông này, mấy hôm trước trời mưa nên là đường rất là trơn. Ông đi bộ đi thôi, tại vì hình như là chỗ kia là không đi được xe máy hay sao mọi người. Bây giờ em có sẽ theo chân ông đi nha cả nhà. Ông mình trang ôm hả đó? Áo ấy chìa bùm ý. Em bảo chắc là đi vào khu bên trong này để lấy nước hay sao ấy. Thế là pết ở nhà nấu cơm tại vì nãy là còn ít nước. Ông sẽ là đi lấy nước. Đây là con đường mòn đi lên ruộng. Ui, là cô Mỹ, mình thở đó Mỹ. Mình thở đó Mỹ. Mình thở đó Mỹ không à? À bên này à? Ồ, xa phết đấy nhở. Ồ, xa phết mọi người. Đây, nhà của ông thì ngay tít bên này này. Với cái chỗ kia. Thế là ông phải băng qua ruộng. Băng qua nương chuối. Ông đi còn nhanh hơn kém cói nữa. À, thì ra ông lấy ở đây là lán cò hay là nhà của họ đây. Ông lấy nước ở đây mọi người ạ. À đây là lán của họ này mọi người. À, ông lấy nước ở đây. Wow, lán có cái hiên đẹp hết. Ở dưới này có cái ao nữa này. Anh chàng chỉ dám dạy nhau. Cháu này cháu dạy nhé, cháu sinh nhật lưu hợp á. Em có dặn là ông bây giờ ông phải ăn uống sạch vào. Ông đi nhặt cái này nó hôm nay ông kỳ siêu môn nhé. Ông nhặt cái này nhặt dạy nhé, chắc khi tẩy kỳ siêu môn à. Ờ, em có bảo là ông ăn phải sạch sẽ không là ăn bẩn ý. Thế bị đau bụng. Ông xịt nhặt cái này nó hôm kỳ siêu môn nha. Ông tự dám dạy nha, hãy nha. Thế mà. Thế mà, ông bảo là phải rồi, thế mà ông ăn bẩn. Giờ phải em có sẽ là tại vì là ngày nào cũng lên đây để mà xem công trình ý, lên phụ vữa thì ngày nào cũng sẽ nhắc hai ông cháu cố gắng là sẽ rèn luyện cho hai ông cháu vào gọi là cái nếm. Nước đấy chẳng nước mạch nên là nhìn rất là trong. Can này thì 10 lít nên là không nặng mấy nhỉ. Còn cái can, à nặng ý hả? Còn can 20 lít là nặng. À ông phải đeo trên túi. Còn đây là cái nồi này, chắc là nồi họ đun nước tắm này. À thế là tối nay hai ông cháu là không có nước tắm rồi. Tại vì hôm nay là hầu như là khu ở đây toàn mất nước sạch. Thế tối ông ra đây tắm. Hả? Ông thật đấy giỏ xin. Lung mần nó vừa mai mình nhấn anh nhỉ? Mai nhá. À tối họ vẫn về đây lán ngủ. Ông phải dùng gáo múc khá là lâu. Đây rồi. Túi này ông đeo. Ôi con điệu củi khỏe thế.
Ồ, lại xuống đến đường cái rồi. Rồi, hai ông cháu em đã về đến nhà ở đây. À, bây giờ là Pết mới nấu cơm, tại vì nãy là hết nước à. Thì ông điệu nước về cho Pết nấu cơm. Đây, bếp lửa hồng đây mọi người. Trời cũng đã tối rồi quý vị. Anh em mình chắc cũng nghỉ thôi nhỉ, tối rồi. Xem nào mấy giờ rồi. Ui, gần 6 rưỡi rồi cơ à. Thế thôi anh em mình nghỉ đi, đi về đi anh ơi, đi về đi. Đi về được rồi đấy. Thôi thì cảm ơn quý cô bác đã luôn đồng hành. Cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã ủng hộ, quyên góp, chung tay giúp sức để chúng em có thể là cất lên một cái ngôi nhà nho nhỏ để cho hai ông cháu. Đây thì chúng em xin phép là đi về đây.